Hello, chào anh em đã quay trở lại kênh Cartoon.com. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sản phẩm cuối cùng mình săn được đến 7.000 trên Lotte. Mấy sản phẩm trước thì mình có giới thiệu rồi. Có mấy sản phẩm mình săn được không? Sản phẩm này, sản phẩm cuối cùng đây, đó là gì? Chính là sản phẩm chuột quang có dây Rapo. Đây, số tiền là 52.000, giảm giá hôm đấy còn 45.000 và săn deal còn 7.000 thôi, ship là 10.000 nữa, tổng là 17.000. Thì những cái sản phẩm 7.000 trước thì ship là 20.000, còn con chuột này thì ship chỉ có 10.000 thôi, tổng 17.000 rất là rẻ. Đó, ta sẽ xem chuột 17.000 trên Lotte như thế nào. Cái deal 7.000 trên Lotte này thì cũng săn dễ nên nhiều bạn mua được. Tất cả link thì mình để ở dưới video nhé, cho các bạn muốn mua. Thì tiếp nhất là Lotte dùng chương trình săn hàng không đồng. Hộp sản phẩm Rapo. Đấy, con chuột đây. Nhà bây giờ cũng mở tiệm bán chuột được rồi. Săn rất là nhiều chuột trên rất là nhiều trang thương mại điện tử. Phía trước hộp thì có vài thông tin độ nhạy 1000 dpi, MiYoYo, có chiếc cồn mao, chuột quang, có dây. Cạnh trái thì một vài thông tin nhập khẩu này, made in tàu này, bảo hành 1 năm chính hãng này. Đó, không biết chuột này dùng ngon không? Dùng cho Mac, Windows, Vista, Win 10, cổng USB và hướng dẫn cách cắm chuột nữa rất là chi tiết. Ok, giờ mình sẽ mở ra rồi, không còn gì. Bên trong sẽ có tất nhiên là một con chuột đó. Thế rồi, không còn gì nữa, được bọc trong cái túi ni lông nặng hơn những con chuột khác. Nặng hơn con chuột là lần trước mình review con chuột rẻ nhất mà bền nhất đấy, con của Logitech ấy. Đấy, còn đấy mới gọi là bền. Ui, thiết kế đẹp thế này. Cổng USB nhá. Đó, đẹp luôn. Đẹp như bao cổng USB khác. Sáng bóng. Đây, dây này. Kiểu dây này thì khá là hay. Sọc rãnh nhỏ. Đấy, rất là nhiều. Rồi đây, con chuột màu đen, logo Rapo ở trên. Đường cong rất là mềm mại này. Để tay này thì rất là ôm tay. Ấn thì cũng, mình đánh giá nó nặng hơn con chuột Logitech trước. Con lăn thì có cái lớp cao su đây. Có những cái mũi tên, rất là êm luôn. Cuộn lâu thì sẽ không bị mỏi tay. Thiết kế theo kiểu chuột game thủ ấy, để chuột lâu không bị mỏi cổ tay. Mặt dưới của chuột cũng có vài thông tin đây. Cái này thì giống tất cả những con chuột khác rồi. Cổng qua, bốn cái đệm mút, dưới nhựa nhám này. Đấy rồi, bây giờ mình sẽ test độ nhạy của chuột nhá. Cắm vào xem hoạt động ok không, trơn tru không, mượt mà không. Mình sẽ cắm cổng OTG. Nhiều bạn cũng hỏi cái này là cái gì mà lại dùng được cả chuột và bàn phím cho điện thoại, thì anh em cứ tìm OTG ca thêm là sẽ biết công dụng của nó. Đây, các bạn thấy con chuột chưa, di chuyển mượt mà luôn đó. Cuộn chuột này chuột dùng trên điện thoại thì nút back là nút chuột phải, còn là nút click thì vẫn là nút chuột trái thôi. Nhạy luôn, rất là mượt luôn. Nói chung là hiện tại test thì cảm thấy là ok, không vấn đề gì. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.
Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm săn được cuối cùng trên Lotte, giá là 7.000 xin 10.000 tổng 17.000 con chuột. Thì sẽ để link vào dưới video. Các bạn có thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn mình lưu ý sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. 17.000 con chuột quá là rẻ.